Thầy xin chào tất cả các bạn. Trong giờ học tới hôm nay, chúng ta cùng nhau thực hiện các bài tập ở bài luyện tập chung nhé. Mục tiêu của bài học hôm nay: một, kiến thức biết tính diện tích, thể tích hình hợp chữ nhật và hình lập phương; hai, kỹ năng vận dụng tính diện tích, thể tích hình hợp chữ nhật và hình lập phương để giải toán; ba, thái độ rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi giải toán các lời văn. Cùng nhau đi vào bài tập 1. Bài 1. Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 m, chiều rộng 50 cm, chiều cao 60 cm. Tính: A. Diện tích kính dùng làm bể cá đó. Bể không có nắp. B. Thể tích bể cá đó. Rồi các bạn thực hiện bài tập này nhé. Bây giờ các bạn kiểm tra lại bài làm của mình nào. Đầu tiên chúng ta đổi 1 m bằng 10 dm, 50 cm bằng 5 dm, 60 cm bằng 6 dm. Ngoài ra chúng ta cũng có thể đổi 1 m bằng 100 cm và chúng ta giữ nguyên 50 cm và 60 cm. A. Diện tích xung quanh bể kính là mở ngoặc 10 cộng 5 đóng ngoặc nhân 2 nhân 6 bằng 180 dm vuông. Diện tích đáy của bể kính là 10 nhân 5 bằng 50 dm vuông. Diện tích kính dùng làm bể cá là 180 cộng 50 bằng 230 dm vuông. B. Thể tích của bể 10 nhân 5 nhân 6 bằng 300 dm khối. Đáp số A. 230 dm vuông. B. 300 dm khối. Bài tập 1 này giúp các bạn nhớ lại kiến thức nào đã học. Hình hộp chữ nhật: S xung quanh bằng chu vi đáy nhân cao. S toàn phần bằng S xung quanh cộng S hai mặt đáy. V bằng dài nhân rộng nhân cao. Để chúng ta cùng sang bài tập số 2. Bài 2. Một hình lập phương có cạnh 1,5 m. Tính: A. Diện tích xung quanh của hình lập phương. B. Diện tích toàn phần của hình lập phương. C. Thể tích của hình lập phương. Ở bài 2 các bạn cùng thực hiện bài tập này cùng thầy nhé. Diện tích xung quanh hình lập phương: 1,5 x 1,5 x 4 bằng 9 mét vuông. Diện tích toàn phần hình lập phương: 1,5 x 1,5 x 6 bằng 13,5 mét vuông. Thể tích của hình lập phương: 1,5 x 1,5 x 1,5 bằng 3,375 mét khối. Đáp số A. 9 mét vuông. B. 13,5 mét vuông. C. 3,375 mét khối. Bài tập 2 này giúp các bạn nhớ lại kiến thức nào đã học. Hình lập phương: S xung quanh bằng S một mặt nhân 4. S toàn phần bằng S một mặt nhân 6. V bằng cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Chúng ta cùng nhau hệ thống lại tất cả các công thức đã học, đã ôn lại trong bài 1 và bài 2. Hình hộp chữ nhật: S mặt đáy, S bằng A nhân B. S xung quanh bằng mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân 2 nhân C. S toàn phần bằng S xung quanh cộng S hai đáy. V bằng A nhân B nhân C. Hình lập phương: S một mặt, S bằng A nhân A. S xung quanh bằng mở ngoặc A nhân A đóng ngoặc nhân 4. S toàn phần bằng mở ngoặc A nhân 6. Thể tích V bằng A nhân A nhân A. Các bạn thực hiện bài 1, bài 2, trang 45 của vở bài tập toán. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.